tình hình Việt Nam đã liên tiếp ghi nhận các ca mắc biến thể BA5 và mới đây nhất là BA4, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng các kịch bản để thu dung điều trị các trường hợp F0 trong thời gian tới. Các quận huyện trên địa bàn cũng đã được yêu cầu phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại. Ngày 7 tháng 7, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Ngành y tế thành phố đã sẵn sàng các kịch bản để thu dung điều trị các trường hợp F0 trong thời gian tới. Việc quản lý F0 tại nhà do trạm y tế phường xã thị trấn đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số. Tiếp tục tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm có nguy cơ. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đều thực hiện đồng thời hai chức năng, vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa điều trị người mắc COVID-19 có các bệnh lý cấp, mạn tính hoặc bệnh lý nền kèm theo tại các khoa, đơn vị điều trị COVID-19. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng thành phố cùng với các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân Y 175 là các bệnh viện tuyến cuối về điều trị COVID-19. Bệnh viện giã chiến 3 tầng số 13 với 1.000 giường bệnh hiện tạm ngừng nhận bệnh nhân, phân công cho bệnh viện bệnh nhiệt đới phụ trách, sẵn sàng kích hoạt lại khi cần thiết. Ngoài ra, các quận huyện trên địa bàn thành phố cũng phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện giã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại. Điều quan trọng là các biện pháp dự phòng COVID-19. Để nhanh hơn nữa tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, mũi 3 và mũi 4, cần tuân thủ vấn đề mang khẩu trang và khử khuẩn khi đến nơi công cộng, đồng thời với tăng cường tiêm vaccine COVID-19. Ngành y tế luôn sẵn sàng tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng, trong bệnh viện, trong nhà máy, trong trường học. Đặc biệt, tổ chức các đội tiêm lưu động, tiêm tại nhà cho những người thuộc nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc các bệnh nền gặp khó khăn trong đi lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày mùng 4 tháng 7, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố phát hiện hai mẫu dương tính với biến thể phụ BA4 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức và một mẫu dương tính với biến thể BA5 tại xã Tân Phú Trung, Củ Chi. Tất cả các mẫu dương này đều từ nguồn giám sát ngẫu nhiên qua hệ thống giám sát định kỳ liên tục của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Đồng thời, hệ thống giám sát dịch của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy số ca mắc mới có xu hướng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, có ngày có trên 50 ca mắc mới. Trước đây số ca mắc mới đã giảm sâu dưới 30 ca mắc mới mỗi ngày.